Cá cơm, bà con ơi, bà con biết cá cơm hết rồi phải không bà con? Cá cơm nó rất tốt cho sức khỏe. Những người nào ăn cá cơm, sức khỏe của mình tốt lắm. Nhưng mà riêng có một số người này, vui lòng đừng ăn cá cơm để bệnh chúng ta càng ngày càng bớt khỏi. Chứ nếu ta ăn cá cơm vào thì bệnh chúng ta càng ngày càng xấu đi. Đó, lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi cho chứng bệnh của mình. Vậy là những người này vui lòng đừng ăn. Người có bệnh, good. Không ăn khi đang uống thuốc. Ho, sơ gan, bệnh lao, rối loạn chức năng máu là vui lòng đừng ăn cá cơm. Nếu ta ăn cá cơm vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người có bệnh good. Mà ta cũng không ăn khi đói bụng. Người đang uống thuốc ho cũng không ăn. Sơ gan không ăn, lao, rối loạn chức năng máu là vui lòng đừng ăn cá cơm. Ăn cá cơm vào thì những người đó, những cái bệnh đó càng ngày càng xấu đi cho sức khỏe của mình. Ngoài ra là được tốt cho sức khỏe, bởi vì cá cơm nó có omega 3, protein, vitamin C, B12, B6, A, E, K, chốt tốt 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 cho tim mạch. Nó mà còn có magie, bút so, sắt kẽm. Ăn cá cơm nó có lợi cho mọi lứa tuổi nha bà con, mọi lứa tuổi. Nó tốt cho bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch. Wow, tim mạch. Wow, da, giảm cân. Tốt quá. Xương, khớp. Nhưng mà ta ăn thì bà con nhớ là ta ăn không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Ta ăn bình thường như các loại cá khác, không có gì cả. Nhưng mà ta ăn liên tục 6 ngày, ăn liên tục 6 ngày thì vui lòng nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp nha bà con. Rồi chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.